Добрый день. Ну, как дела? М -м, хорошо. А чё так тихо? А все спят, что ли? <свист> да. все спят? Ну, а что я говорю? Почему? Все так? хорошо. А, почему? А, так, сейчас напишу. <свист> 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 Ты не понимаешь, да? А, так. А, так, почему? Почему? А, ты говоришь, говоришь. А, так, тихо. Так, тихо. Все спят. Потому а, что... Спят, да? Ой, все спят, да? Спят. Все спят. Да? Я не вижу uh, экран почему нет? Я уже сделал. А, это, значит, что-то не так. Так, сейчас еще раз сделаю, да? Так, вот так. Еще раз. Ну вот. Видно? Нет. Есть? Нет? Sí, нет. О, да. Тогда, конечно, Sky не лак, да. Так, скай на билак, да, Так, скай на билак, я очень да, Так, а видно, как мы да? А, да-да-да, видно, видно. О, теперь уже есть, Да.

và động từ thể hoàn thành của nó sẽ là положить, положите, положи, положите, đấy. Đó. À, là Còn động từ start, động từ start thì khi sang thứ mệnh lệnh của nó sẽ là start, start. À, kết thúc bằng phụ âm v. Đấy, ta đọc là start, start hoặc là start, start. Start, đấy. Hãy để đặt vào đây đấy. Past start, past start, à thứ mệnh lệnh thầy hoàn thành. Đấy. Còn động từ treo ấy là viết sảy, viết sảy chè, sảy chè, hãy treo lên. Pa còn th à, thứ, mệnh lệnh của động từ thầy hoàn thành là pa viết chè, Vậy thì cái bài tập này sẽ đòi hỏi chúng ta phải sử dụng những cái dạng thứ mệnh lệnh này. Đấy. Em đã hiểu hết chỗ này chưa? Thứ mệnh lệnh hiểu chưa? Ừ. Rồi, ừ. Rồi. Đã. Đã. Rất sợ. À, thế bây giờ ở trong nhà em à ví dụ như là chồng em sẽ hỏi kuda pasta vit sviety kuda pasta à vậy thì em sẽ nói như thế nào kuda pasta Palat... à đây là gì Na... động từ của chúng ta đây là pasta đấy à, A, từ là pasta um. thì em phải sử dụng không phải giúp, mà phải là pasta đấy pasta 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 pasta

Palajit. Sữa. Sữa. À, sư sữa, là thì là một 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 cục một cục bơ đấy. Sư là bơ đấy. Uh -huh. Thì chúng ta không thể dùng pasta gì được phải là gì? Palajit đấy. Nếu mà Palajit sư mà, mà mà nói là pasta thì nghe nó buồn cười đấy. Đó. À, mặc dù là có thể là về nguyên tắc có thể đặt được đấy, có thể pasta biết được đấy. Tả nhưng mà người ta nói uh -huh. là palazzo. Tả khá là sở của đã palazzo sử. Palazzo chứ. Vừa là đi nhị. Palazzo

Побес. шка. Так, хорошо. А, куда положить билеты? Куда положить билеты? Положи на стон. Положи на стон, да? А и потом забудем, да? Положи на стол, потом забудем. А, билеты для чего? А, какие билеты бывают? Какие билеты? Какие? Билеты. Да? bú cái câu hỏi như vậy đấy có những loại có những loại vé như thế nào Какие билеты бывают? từ vậy người ta sử dụng động từ bưu vở Какие билеты бывают? từ à chúng ta trả lời sai nào билет bưu Бывают. Билеты. đấy 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 Кино. но да? а, а, на поезд, да? На поезд на да. самолет, да? На самолет, да? Бывают билеты uh -huh. а, на поезд, на самолет, да? А, на автобус, да? А, на автобус, на автобус, да? А, ну еще какие билеты еще бывают? Ну

đó như vậy thì à, em lưu ý là gì nào người ta có thể hỏi là các ký bilet bự vậy có những loại vé như thế nào bự vậy bilet từ chả từ kino đấy na poyes na sama luot na autobus em thấy là những cái loại vé mà cho các phương tiện giao thông thì dùng với từ na đấy na na poyes na sama luot na autobus đấy à thế còn những cái vé mà đi đâu đó thì người ta dùng này bilet từ chả đấy từ kino đấy sử à, đi xem xét chẳng hạn đấy đi xem xét chẳng hạn thì chúng ta sử đấy Так, да. а, так а, билет. Дома пользуется билеты? Понцуются? Конечно, нет, да? Конечно, нет. разум вайхал, да? И поэтому положи сразу такие вещи в сумку или в кошелек, да? Так, хорошо. Ну, всем Куда повесить картину? Картину? Там картину. А куда повесить? Куда повесить картину?

на стену. Да. Да? Повесь на стену. Да? А, правильно, да? Mm. Так. А куда поставить телевизор? Куда поставить телевизор? Uh, поста... Поставь. По Поставь. Поставь. А, телевизор. Да? Телевизор. Куда? В а. кух кухне. А, на кухню, да? На кухню, да? На кухню. Да. А. на это знаю, на кухню. на в кухню. trước đây thì người ta dùng na cục nhỉ? bây giờ người ta lại dùng vực cục điển đấy cái sự thay đổi của ngôn ngữ đấy. À, trước đây độ khoảng là khoảng à, một hai chục năm chẳng hạn đấy à, đó Lúc thầy giáo tiếng nga là người ta dùng na bây giờ người ta lại dùng vợ đấy đó <laughs> bây giờ người ta hay nói vực cục điển đó hoặc là ví dụ như là ukraine ukraine trước đây người ta nói na ukraine đấy bây giờ người ta lại nói là vợ ukraine đấy đó và bây giờ rất khó là người ukraine cứ đòi hỏi là người ta phải nói là vợ ukraine, Thế Còn người nga thì cố cứ cố cãi rằng là phải là nam ukraine nhỉ? chứ không phải là vợ, đấy. <laughs> có những trận uh, cãi nhau nảy lửa với cái chuyện đó đấy, đó, đấy nó phụ thuộc vào cái ý nghĩa địa chính trị, đấy. <laughs> tức là gì ukraine nó xuất phát giống cái từ gì, à, giống cái từ ukraine đấy, có từ a ukraine, ukraine đấy, ukraine thì cái nghĩa của cái từ ukraine u à, Ukraine này. Ukraine Ukraine là ngoại ô à, Nếu mà đã gọi là ngoại ô thì phải là Na Ukraine nhỉ Đấy. Na Ukraine nhỉ Đấy. Na Ukraine Thế còn à, nếu mà nói Na Na Ukraine Trước đây người ta nói Na Ukraine Tức là gì? Là ngoại ô Ngoại ô của gì? Ngoại ô của nước Nga chẳng hạn Đấy. Đó Thế bây giờ người Nga người ta phật ý Người ta bảo không được nói Na Ukraine Phải nói là vợ Ukraine Bởi vì họ bảo họ là một cái quốc gia độc lập Đấy đó <laughs> không phải là không phải là cái 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 ngoại ô của ai cả đấy đó cho nên là bây giờ người ta cãi nhau như vậy Đó là ý nghĩa từ cái ý nghĩa chính trị thôi xuất phát từ cái ý nghĩa chính trị mà à, nảy sinh ra cái chuyện là vờ hay là na ta krasho đây ah kudapa viesit bruki bruki là gì quần à cái quần âu đấy kudapa viesit bruki vies bruki В шкаф. В шкаф, да? Да, да. В шкаф. Так хорошо. хорошо. Куда положить деньги? Деньги куда положить? Um, ну это интересно, куда положить деньги? Положись положить деньги. Положить деньги uh, куда? В сумку. А в сумку, да? Так никому не говори, да? Так хорошо? Um, Никому не говори, а то украдут, да? Это <laughs> анализина. Никому не говори, да? Никому не говори. А, не говори. Никому не говори, куда деньги положить, да? Куда деньги а, положить, да? Думаю, новыми айла, да? А то украдут. chưa không có nghĩa ta ăn ăn trộm mà đấy Ukradut, đấy đấy Ukradut, đụt mm -hmm. à, động từ ukrast à, đây là động từ ukrast ukrast là ăn cắp ăn trộm đấy ukrast à, cái chia này oh, ya là ukradu du ya ukra du đấy ukra du tôi đi ăn trộm đấy từ ukra dios từ ukra và ani đấy ani ukra ukradut ukra đấy А, ты в эти... Никому не говори, куда деньги положишь, да? А, никому не говоришь, куда деньги положишь. Да? А то украдут. Да? Так. куда поставить кресло? Кресло. Куда поставить кресло? Ну, куда поставить кресло? поставь. Поставь. Кресло. Поставь um, кресло. В комна поставь да, кресло комнату. в Комнату. Да? В комнату, В да. комнату. В гостиную, да? в гостиную. Помкать, да? Поставь uh -huh. кресло, кресло, в гостиную, да? Или а, постав кресло в комнату. Ну вот так можно и так говорить, да? Ну так, хорошо. Это значит, мы уже... ở cái vầy thì em cần nói nhiều nhưng nó quen đấy, rất sốt đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem, chúng ta sẽ có những câu trả lời với chúng ta phải đặt câu hỏi đấy. Nếu có những câu trả lời như thế này, chúng ta phải đặt câu hỏi như thế nào? Câu một. Мы живем в новом районе. Nói. Мы живем в новом районе.

À, chúng ta có thể hỏi là Сколько у вас комнат, да? Сколько у вас комнат? Thế được rồi, đấy. Hoặc là có thể nói là gì? Какая а, у вас а, квартира? Да? Какая у вас квартира? hoặc là uh -huh. gì? А, у вас а, квартира большая? à cái tướng nè đấy chúng ta có thể hỏi như thế này đấy đó đấy những câu hỏi chúng ta có thể hỏi được đấy đúng không ừ. phải vậy không el đấy à đó ta krasho à chúng ta có thể hỏi con cư vascom đó là căn hộ à, của bạn có mấy phòng các cái à, bạn có cái căn hộ như thế nào đấy ấn trước con này đấy ơ vasquvarichira à cái căn hộ của các bạn có rộng không có lớn không đấy đó ấn trước con này đấy đó như vậy thì chỉ một câu trả lời thôi chúng ta đã có thể hỏi được bằng ba cách đấy tạ khá là à, như vậy tiếp theo nè ôc nà ôc nà комнат выходит на восток а окно кухни на запад câu hỏi sẽ là như thế nào nó là một phòng thì hướng là phía ở nam đa dạng như à ý em muốn nói là là hiểu như thế nào đúng không đấy đây, à, đây khó... người ta nói là okna, à. này đấy ok à, này đấy à nếu nói okna, okna cửa sổ à cửa sổ đấy cửa sổ còn nè, cửa sổ của các phòng cửa sổ của hai phòng ừ. đấy à vui khô đấy là nhìn ừ. ra đấy nhìn ừ. ra nhìn ra, ừ. nhìn ra cú Để đà cú Để, đà cứ bị khổ nó đấy <laughs> đấy đó vẫn tốt à cái thì thế còn cửa sổ của cái bếp thì là za pat đấy naza bot ý cái cuối vào pros này là à tại sao người ta yêu cầu chúng ta câu hỏi bởi vì sao kỹ năng đặt câu hỏi đó là cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong giao tiếp đấy chúng ta phải biết là câu hỏi ừ. chúng ta mới giao tiếp được chứ đấy nó bot ý chi tiết hướng Câu hỏi sẽ là gì nào? Ừ. Nó, no. đây là vui khô nhất na Vostok, Nhìn ra hướng đông đấy. Đây là gì? Nhìn ra hướng tây. Thì là... thì chúng ta sẽ trả lời sao nào? ĐÁ. tức là câu hỏi nào? Kuda. ĐÁ à, kuda. À, đúng không? Vui khô ừ. nhất. Ừ. Kuda vui khô nhất. Okna. Okna. đấy. Thế thôi, đấy. Куда выходят окна квартиры? Да? Đúng nè, đúng chưa? Ừ, Да. À, đơn giản thế thôi đúng không? Куда выходят окна квартиры? Đấy. À, nếu bạn hỏi à, bạn bạn kể có cô bạn kể kể cho em nghe. À, мы уже купили новую квартиру, đấy. À, chúng tôi mua căn hộ mới rồi đấy. À, chúng ta sẽ hỏi gì? А куда выходят окна квартиры? Куда выходят окна квартиры? Đấy đó chúng ta sẽ hỏi như vậy đấy. Ta à, chúng ta sẽ có câu tiếp theo. Nasacurvira na tritium etasre. Câu này thì dễ rồi đấy. Câu này quá dễ luôn, đúng không? Đấy. No. Nasacurvira na tritium etasre. Tắc quy etasu. Etas có gì? Na tritium etasre đấy na trechimita r, đúng không? thì vậy thì chúng ta cũng phải hỏi na các cụm -e đấy. à ừ. trong cái câu nó như thế nào chúng ta sẽ bẻ nguyên vào thôi. chỉ có điều cái trechim kia chúng ta thay bằng từ các cụm đấy. na các cụm etas r và đấy. đó đúng không nào à na sa thì thay chuyển thành vas Thế thì còn na trechimita r chúng ta chuyển thành na các cụm -e đấy. na các cụm

Квартира. В квартире, да? У вас есть балкон в квартире, да? А у вас в квартире есть балкон? Да, у нас есть балкон, да? Да, да, так mm -hmm. хорошо. Да, у нас есть балкон. А, все ясно. Так, мы переехали в эту квартиру год назад. Mm -hmm. А, значит, нет, да. это говорит, Год v... назад, да? Год назад. Mm -hmm. Год назад в и... этой

в эту квартиру. Да? А, когда вы переехали в эту квартиру. Вот. А так, хорошо. Да, наш район очень зеленый. Да, наш район очень зеленый. А, какой хай, Да, наш район очень зеленый. Да? nó no. à, ừ. câu hỏi mà có đa nhất nhé à em thấy câu hỏi có đa nhất thì cái cái mà đằng sau đa nhất này nó chính là cái câu hỏi đấy câu trả lời có đa nhất này à, thì cái đằng sau này chính là câu hỏi em hiểu chưa thế vậy thì ừ. chúng ta phải nói là gì nào nas à, rayon đấy rayon à, ocean gì luôn này ocean gì này À, đấy nó chính là nó chính là câu hỏi đấy nhưng chỉ có điều đây là gì nas nó phải chuyển thành gì nó chuyển thành va thế là sao đấy vastrayon này đó này đó đó thế đấy là cái thủ thuật thực chất ra cái thủ thuật này ấy. cái thủ thuật này ấy là cái thủ thuật dạy cho cái người mà không biết gì vẫn làm được bài em chưa? đó có nghĩa là gì nào câu hỏi không có từ để hỏi thì khi trả lời sẽ phải có đa nhé bởi vì sao các bạn đa phần làm trắc nghiệm mà đa phần làm trách nhiệm có câu thứ nhất câu thứ hai câu thứ ba này thế thế này, câu hỏi là gì vastrayo nói trên di luận này thế câu hỏi này là không có từ để hỏi vậy thì hãy chọn câu trả lời có từ đa hoặc là từ nhất đó em như vậy thì trong trường hợp này sẽ là câu đa đó Nên là, là trong trường hợp người ta làm trách nhiệm đa phần thì trách nhiệm thì trách nhiệm á có khi chả cần biết cái gì cũng chả nói chả nói được tiếng nga chả biết tiếng nga nhưng mà vẫn làm được đó, bởi vì sao chỉ cần biết một vài thủ thuật thôi đó ví dụ ví dụ trong cái câu câu này chẳng hạn à, đối với câu hỏi này không có từ để hỏi dùng ngữ điều ba thì khi trả lời phải có đa hoặc là nhét thế vậy thì khi trả lời nó cứ chọn đa hoặc là nhét là xong đấy đại khái là như vậy ta khá là à đây là gì đây là chúng ta đã đã làm xong một phần rồi còn phần nữa đấy ta câu thứ 8 người ta nhét okolana shibodo mà nhét stansi metro Vasa, vasa, <laughs> đấy, 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 đấy à, đây là gì lại là câu câu hỏi đa nhét đấy đúng không nào đấy đây là có nhét này đúng không à nếu mà có câu hỏi có đa có nhét thì câu đằng sau là nó chính là câu hỏi chỉ có điều ở đây là nhét thì nó sẽ mất cái nhét này đi thôi đấy nếu câu nếu mà câu phủ định thì nó sẽ mất nhét đấy thế vậy thì ta cứ bậy nguyên ở chỗ ở Warsaw đô mà yes tan simetro đấy nhét này thành yes đấy có phải vậy không đó nhé nó thành là ở вашего дома а, дома есть, да? А, есть на тайге нет, да? А, có 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 là có có Sau có nó, nó lại là cái có đấy. đấy. Đó. có 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 есть станция метро? À, đó. có vậy thì đây, đây chính là cái thủ thuật để để làm bài, đấy. Thế nhưng mà À, chúng ta thì không cần biết những cái thủ thuật thì chúng ta phải biết câu hỏi cơ à, câu hỏi thì mới giao tiếp được chứ còn các bạn mà các bạn đi học ấy các bạn đi học ở phổ thông ấy, đi thi thì trắc nghiệm ấy, thì các bạn cần phải biết cái thủ thuật đó con ví dụ như em chẳng hạn em không không nên biết cái thủ thuật bởi vì biết thủ thuật là mình lười đấy mình sẽ không không động não để là mình nghĩ được câu hỏi mình phải nghĩ được cái câu hỏi của nó cái vậy câu hỏi của nó là gì nào nó chính là cái đằng sau này đấy mà tưởng tượng là nó không phải là phủ định Около нашего дома есть станция метро. Около вашего дома есть станция метро. Так, хорошо. В нашем доме 12 этажей. И далеко хой. да, нет, и Сколько? этажей? Этажей, да? Так, где, где это? Наш этаж. Так, а, сколько доме. этажей, да? Так. А, так, это где это было? Нет. Так. Сколько этажей, да? Сколько этажей? Так, извини. А в вашем доме, да? Да. В шем доме. А сколько этажей в вашем доме? Да. да. А сколько этажей в вашем доме? А. в нашем доме 12 этажей. Да. да. Так, хорошо. А, ты theo, в большой комнате стоят стенка, мягкая мебель, тумбочка, телевизор, стол, четыре стула и пианино. Ha, да? да, стенка. Giải thích chưa? Giải thích cho gì chưa? À, rồi. rồi đúng không? Biết nó là cái gì rồi? Nó là cái tủ tường đúng không đấy? À, bất yeah. còn nó chỉ stay at стенка, mek kaya biến gì gì nữa nào? vô vâng cùng vô vâng, vô vâng bàn sôi cùng là chia từ bác ý yes. à thì em thấy đây là à, nếu mà em hỏi là yes hay là nhét yes, thì người ta sẽ trả lời đa hoặc là nhiệt yes. đấy nhưng đây không có đa không có nhét yes. đó thì đó nói là gì nào nếu trong câu trả lời không có đa không có nhét yes, thì trong câu hỏi phải có từ để hỏi đấy à từ để hỏi là những từ ừ. như thế nào từ để hỏi là những từ như thế nào nào những từ như thế nào gọi là từ để hỏi? Что? Đấy. 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 À, to. Đấy. À, когда? Đấy. À, какой? Đấy. À, gì nữa nào? Где? À, gì nữa? Có. Đấy. Đấy là những từ để hỏi. Đấy. Đó, đây gọi là những từ để hỏi. Đấy. À, nếu trong câu mà không có, không có đa nhét thì nó phải có một trong những từ này. Đấy. À, các đá, các đốn, vân vân. Còn một vài từ nữa đấy. Đó vậy thì đây là cái là, gọi là từ để hỏi từ để hỏi à, đó nó là prasi chinese đấy từ để hỏi ta khác trong này nó không có đa không có nhét đấy à, vậy thì chúng ta phải nói như thế nào à, chúng ta à, bởi vì sao à những cái tên gọi của các đồ đồ vật này đấy nó rất nhiều đấy rất nhiều chúng ta không thể hỏi cho từng thứ nữa một chúng ta phải gộp nó lại là một đấy cái kia à hả nó no.

à chúng ta phải hỏi cụ thể hơn cho cái từ paratriết mai ấy bà đấy à đấy chúng ta sẽ sẽ hỏi như nào chê uh, paratriết đấy chê uh, paratriết uh, đấy à hà. cái cái chân dung của ai vậy của đấy? ai chê <laughs> paratriết <laughs> visit đấy visit, đấy. visit <laughs> v uh, tva yom tva yom bi nhiệt à đúng rồi nào đấy cái đấy cái a chứ không phải o oh, đấy cái а, чей портрет висит в твоем кабинете, да? Да? Chúng ta sẽ nói như vậy, да? Да. Ừ. À, hoặc là người ta có thể hỏi gì? À, người ta có hỏi đơn giản hơn, đấy. Что за фотография? Что за фотография, да? Что за фотография? Uh, cái ảnh gì đấy đấy? Đấy, Что за фотография? Đó, а à, я... Yeah. À, hỏi tức là hỏi rất đơn giản đấy hỏi rất đơn giản là hỏi như vậy đấy что за фотография что за картина đấy à, hoặc là Что за портрет, да? А фотография, вогла. Портрет, да? Да, дай cách người ta hỏi như vậy đấy. Что за фотография? Что за фотография, là Что за портрет? И vậy thì đó là những cái cách, hỏi, cách hỏi đơn giản mà mà chúng ta cần biết đấy. Không có thì là à um, sẽ không nói được, không biết nói thì không nói được đấy. Хорошо. Так, хорошо. Так. А, ну теперь у нас есть а вот это вот диалог, uh, да? Uh, <coughs> а, да. Сейчас ты почитай, ты почитай, и я буду отмечать какие-то фразы, надо запомнить, да? Эм да, не да? Ну, давай. Кого я вижу, Кого я вижу? Кого я вижу? А, это Кого я вижу? Кого я, а. да? Кого я вижу? Ой, это не знаю, а, да? Леночка. Да? А, ты Куда ты вижу? пропала, Лечко. да? Леночка. Куда ты... Куда Бра... ты пропала? Куда ты пропала? Ага. Куда ты пропала? Пропала. Да? Так, хорошо. Звоню тебе. Звоню. Да? звоню телефон не отвечает телефон не отвечает но ngày xưa thì là gì mỗi gia đình có một cái điện thoại cho nên là gọi về thế không thấy trả lời có nghĩa là biết là không có nhà đấy так À, chúng ta có câu tiếp theo là gì ой не спрашивай ой не не спрашивай ой не спрашивай да да так мы что Мы купили что? Мы купили новую квартиру. Квартиру. Делали ремонт. Делали ремонт. Да. И, только, недели. неделю назад, да? Неделю назад. Только неделю назад. Переехали. Переехали. Переехали, да? а, cái, cái động từ chuyển nhà đấy chuyển nhà dọn đến nhà mới đấy à, chúng tôi mới dọn đến nhà mới thì cái dùng người ta cái dùng cái động từ Переехать đấy À, chứ, à, chúng ta nghe từ bảo à, thầy giáo bảo em dịch cho thầy cái câu là à, chủ nhật tuần trước bọn em dọn đến nhà mới à tắt luôn đúng không đứng hình luôn đúng không đấy dọn đến nhà mới là cái gì mới pizza cali thôi đấy mới pizza cali v đấy đó đã hết tiếp theo nào здоровá đấy Здорово. здорово. Здорово, так, здорово, так, да, хорошо. Новая, а, новая квартира. квартира. Это всегда, Это всегда приятно. приятно. Да? Это всегда приятно. Вам нравится? Приятно. Вам нравится. Да. Да, очень. Представляешь? Десять минут. Десять минут. От метро. От метро. Рядом, Рядом парк. Парк. Недалеко. О, спортивный спорт, комплекс. Спортивный комплекс. комплекс кинотеатр. Комплекс, кинотеатр и в двух, шагах, двух шагах, 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 а, и шагах. И в двух шагах. Но... Ну, что да, еще? Большой. большой universal. Bạn universal. À, universal. Là universal đấy? Universal. À, cái từ universal là xuất hiện từ khoảng những cái năm 90 Khoảng năm, à, những cái năm 80, năm 80 của thế kỷ trước đấy. Đó, có nghĩa là gì đó cũng được 40 năm rồi đấy. À, lúc đó thì à, ở Liên Xô là tự dưng người ta nghĩ ra là gì? À, nghĩ ra là họ tổ chức những cái cửa hàng mà cho khách vào và tự à, cầm chọn sau đó để vào giỏ tự sách ra cái máy tính tiền để tính tiền đấy à, đó nó không phải là đơn giản cả một cái quá, quá, trình thay đổi tư duy còn trước đây là gì trước đây là à, là tất cả đều có quầy hết đấy đều có quầy thế và ai muốn mua cái gì đứng ngoài quầy thôi chứ không được sờ chỉ được nhìn thấy thôi nhìn và nói rằng là tôi cần cái đấy cái đấy thì là sẽ có người bán hàng à, lấy cho đấy đó à, cho nên là đến đến khi mà người ta thành lập cái Universal đấy Universal là khoảng những cái năm 90 đấy à, làm cái sự tiến bộ vượt bậc và tất cả mọi người đều hân hoan, đấy, đều kéo nhau đến những cái universal sam này để để mua hàng và ngắm nghía đồ đồ vật đấy. Nó xuất phát từ cái gì? Universalny, đấy, universalny Magazine. đấy. À universalny Magazine, đó. À, cửa hàng tự phục vụ, mình gọi là cửa hàng tự phục vụ có từ sam này đấy, sam. Đấy. À universalny magazin. Так, à, хорошо. А чётко. А à, отлично. 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 No. No. À, từ dragaya dragaya. đây nghĩa là gì nào? Có đắt không? Đấy. À, có, có đắt không? À, đây là gì? À, bạn, bạn khoe là gì? Mua một căn hộ mới cho nên cô này có hỏi có đắt không? Đấy, Да như đi sửa vậy đấy Đa như đi Nó làm thế nào được đấy? À, đấy Nó Đó,

Svikro. À, chúng ta có nhớ cái từ này không nào? Svikro. Svikro. Mẹ chồng. À, mẹ chồng đấy. Kvam. Kvam. No pachimu. No pachimu. No pachimu. À, mẹ chồng à, lại đến ở với, với các cậu à. Tại sao lại như vậy? À, đấy, tại sao lại như vậy? Đấy. Ừ. Anna uje. Uje. Pajilaya. и ей пожелаю, трудно и ей трудно жить, трудно жить одной. одной, да? И ей трудно жить одной. вот мы и пригласили ее к себе. Да? пригласили ее к себе. да, да? и нам будет, а, и нам будет легче. да, и нам будет она легче. она мне да? очень помогает. А, и... она очень помогает. так, хорошо. У нее своя комната? Да. У него своя комната, да, конечно, мы купили 5-комнатную а, квартиру 5-комнатную квартиру, да? квартиру, да? Места всем хватит, да? Места всем хватит, хватит. А. У нее? У него а, своя комната Комната у, у дочки. дочки Кабинет у мужа Pernia, bangsaya, bangsaya kumata, kumata, ili, ili, kapnovia, kapriak, gas China, gas China ya, gas tak, akuhnya, akuhnya bangsaya, bangsaya, da, da, agrumnya, agrumnya, deh, agrumnya, zban с банконным. И с И с банконным, да? Красота. И с банконом. красота, да? Красота. 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 А в каком районе? А в каком районе? В ново... новостройках. Новостройках? Нет, это уже Нет. Это уже небольшой район. Не новый, район. не новый район. Это уже не, новый, не район. новый район, да? Знаешь, где находится? Знаешь, где находится Прим... приморский парк? Приморский парк, да? Приморский а, парк. Там там построили. А там построили?

hãy đến chơi nhé, cậu hãy đến chơi nhé. Спасибо приду обязательно, да? Спасибо. Так, хорошо. А, новый проект, да, изate. Thì nó là cái gì nào? À, кажется, новый проект, да? А, ты Nga thì trước đây trước đây là người ta đều xây dựng nhà theo cái một cái chip đời cũ đấy. À, ví dụ Crusoe cả chẳng hạn à, người ta là Crusoe à, cả nghĩa là những cái nhà gọi là nhà theo theo cái từ cái thời mà của cái ông Khrushchev ấy đấy nó rất thấp mà cái trần nó rất thấp đấy và nó 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 chật, chật chội trội đấy cho nên nó gọi là Crusoe cả, cả. Thế bây giờ nó gọi là gì? À, Casanova với Project. À hình như là cái nhà này kiểu mới thì phải đấy. À đúng không? như kiểu Việt Nam chúng ta nói đấy là nhà kiểu mới rồi hay sao đúng không? Thế nhưng trên thực tế trong tiếng Nga nếu mà dịch từng từ ra là gì nào? L nhà với thiết kế mới đấy. À, à hình như là đấy, các sẽ là hình như là thiết kế mới đúng không? Mẫu thiết kế mới đúng không? Đấy. Đó, đó. À đấy. À vốt y với tâm đồ mới mới giới là đúng rồi. À, chúng tôi sống trong một cái nhà như vậy đấy. đấy. Tạc nó Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại giảng lại bài này. Giảng lại xem có cái gì mà chúng ta cần lưu ý. Cavo ví dụ khi mà chúng ta lâu lắm không gặp ai đấy. À tự dưng hôm nay chúng ta lại gặp lại chẳng hạn sau một năm, 2 năm chẳng hạn đấy. À chúng ta nói mừng quá. Ôi tôi nhìn thấy ai thế này đấy. Cavo ví dụ đấy. Cavo ví dụ Đó, ví dụ thế. Bạn bè chúng ta lâu lắm học phổ thông với nhau bây giờ sau độ khoảng 5 năm, 10 năm không gặp nhau đấy. Nhìn thấy thì bảo ô cavo ví dụ đấy. Đó. Tak, kuda tu propala. Kuda tu propala. Cậu biến đi đến đâu mất vậy đấy? À, lâu quá không nhìn thấy cậu. À kuda tu Đó. Cô tiếp theo tính ở đây là Tiếp theo cái câu là Zvaniu chibi zva nhiều Tớ gọi điện cho cậu mãi Đấy, à, đó Đấy, gọi điện cho cậu mãi Nếu mà em bảo dịch à, bảo em gì sẽ tính tiếng là à, tớ gọi điện cho cậu mãi thì loay hoay mãi không biết dịch như nào đấy anh người ta nói gì và nhiêu ya chỉ biết và nhiêu đấy đó ôi như sprash vậy ôi thôi đừng có hỏi nữa đấy ôi thôi đừng có hỏi nữa đây là gì nào à ý nói là ra vẻ tại đây là bận rộn lắm đây đấy đó cái, cái 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 bà này đấy cái bà cái bà bạn này đấy Ôi như spraswei đấy. Ôi này thôi, thôi cậu đừng có hỏi nữa đấy. Ý nói rằng là à công việc của nhà tớ bận lắm, tớ bận nhiều việc lắm đấy. Đó. À bởi vì sao để còn tiếp tục khoe chứ đâu? Khoe là gì nào? Mười cupi lino với quartiero đấy. Giờ là lirimon. Ít tốn cái nhiều điều đấy. Đó vậy trong trường hợp đó người ta dùng cái gì nào? Ôi như vậy có nghĩa là gì? À, ý muốn là à chuẩn bị khoe cái gì đấy 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 à đó thì nó thế Ừ, nói về tâm lý người ta của cái người nói chuyện ấy đúng không? À, người ta nói gì nè? Здорово, здорово, tuyệt vời quá đấy. новая квартира это всегда приятно. À, căn hộ mới thì bao giờ cũng rất là cũng rất là thú vị đấy, dễ chịu đấy. Và Ravitsa, cậu có thích không? Да очень, rất thích đấy. Представляешь, cậu tưởng tượng được không đấy? Представляешь cái câu này, đấy. Представляешь, cậu có tưởng tượng được không đấy? Ở đi xét, đi xét chỉ 10 phút ra bến metro đấy à Redham Park парк bên cạnh đó thì là công viên nhà Delicos Sportivny kompleks à спортивный complex là một cái quần thể à một cái tập hợp quần thể thể thao đấy à, tập hợp thể thao đấy gồm có rất nhiều những cái 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 công trình riêng ở trong đó đấy ví dụ như là nhà luyện tập này thế rồi là bể bơi này rồi là sân bóng truyền sân bóng đá này thế rồi là đường chạy này vân 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 đại khái như thế gọi là sportivny kompleks đấy кинотеатр и двух двух đấy hai bước chân thôi chỉ hai bước chân là sẽ là đến đâu nào bản số như là sao đấy là đến cửa hàng tự chọn đấy đó vượt vút sát gạc thì chúng ta nhớ cái, 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 từ này để mô tả là gì nào nhưng trên thực tế có phải có đúng là hai bước chân không không phải đúng không hai bước chân thì nó chỉ là có một mét thôi đúng không đấy à thế vượt vút sát gạc ý nói rằng là rất là gần đấy đấy à thế nếu ai hỏi em mà à à do cả. Vandalico do Sadik. Các bạn đi đến nhà trẻ có xa không? À em trả lời xa nhiệt, đúng không? Chỉ hai bước chân thôi. Đấy. À nhiệt, vâng, đúng không? gạt. gạc. Tạc atlichna. Atlichna. À là gì? Là rất tuyệt vời đấy, rất tuyệt vời. Đã, đã. À đây gì? Dragaya. À nhà có đắt không? À bạn này cũng muốn khoe một tí đấy. Đó, như như chúa vậy à? Có đúng rồi, nó cũng không rẻ đâu đấy, cũng không rẻ đâu. À ý nói là gì nào? à, chúng tôi là có thực lực để có thể mua được một cái nhà như thế đấy à, có nghĩa là gì Khoai khoang một tí đó đó anh nói như thế số vậy nó à nhưng mà làm thế nào được đấy à đó cái cách người ta là gì cách người ta là dẫn dắt câu chuyện đấy đó nhưng làm thế nào được à làm thế nào được thế ý ý rằng là chúng tôi cũng chẳng muốn mua đâu nhưng mà do là chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải mua đấy đó à bởi vì sao cứ nam đấy à, bởi vì là bà mẹ chồng chuyển đến ở với chúng tôi à, Staraya, <laughs> và chia ra tờ khai mà những cái thế còn gì là cái căn hộ cũ nó, nó trở nên nó bé quá rồi đấy à, bé quá rồi ta thế thì đối đối với họ đấy là một cái gì nó bất thường đúng không nó bất thường cho nên là gì à, cho nên là à, bà bà bạn mới hỏi Svikuru, mẹ chồng á cứ vám tại sao à đến 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 ở cùng à à nó <laughs> tại sao lại như vậy đấy đó à nó rất bất là à, bà đã bà đã già rồi ý ý rất ăn nổi và à, thực sự là bà ở mình rất là vất vả đấy sẽ rất, rất là vất vả tốt là dịch là vất vả đấy rất và chúng tôi đã mời bà đến đến ở cùng đấy đã in nam nhất liệt và câu tiếp theo là gì và bản thân chúng tôi thì cũng đỡ vất vả hơn đấy đã in nam bu liệt đấy Вот, ей такой коллегай, да? Дай нам будет легче. Она мне очень помогает. Да? А, так, у нее своя комната. Да. А, у нее своя комната. Да, конечно. Ведь мы купили пятикомнатную. Да? Нареди, да? Не знаю. Так, ну, значит что, места всем хватит. à cái tập hợp này em phải nhớ này места xem và chị đấy à đấy miesta места là gì cách một số nhiều đấy xem là cách ba đấy và động từ và chị ở ở ngôi ôn đấy à, miesta xem và chị đó à, ví dụ bây giờ là đủ đủ tất cả là ở đây có nghĩa là tất cả mọi người đều có đủ đấy à, unius và còn nó đấy À, ba thì có phòng riêng này, con gái phòng riêng này, phòng làm việc cho chồng này, các bí nhất ngủ à, phòng nhé đấy, à, phòng ngủ này, à, phòng ngủ này, và cổm nó à, phòng lớn này, à, hay là như mọi người hay nói đó, hay là như mọi người hay nói là gì, guest chín này đấy, đó, cúc như à, thế nhà bếp có lớn không, đã agrum này dưới đấy, này là có nghĩa là bếp rất rộng rãi đấy. Krista à, nói thì đẹp quá đấy, à, vân vân, vân đấy. À, thế còn những cái à, khác thì đơn giản rồi, đấy, đơn giản. mà nói cái đồ này, cái từ này phải học thuộc này đấy. Nó vui project ý nghĩa của nó là như vậy. Nó vui project thì em chỉ nói trong cái trường hợp mà muốn nói về nhà cửa này thôi đấy. Cho nên là từ này thực chất không sử dụng nhiều. Tạc à, nó à, khi mà ai mời chúng ta đến chơi đấy, thì chúng ta muốn đến thì chúng ta sẽ nói là Pridu обязательно đấy. Pridu обязательно ta à dứt, dứt, khoát là tôi sẽ sẽ đến chơi đấy đó đấy là lời hứa đấy đấy придu обязательно hay là придем обязательно так ну хорошо thế thì như vậy đây là à, cái bài của chúng ta đấy bài của chúng ta tác như vậy là em sẽ cố gắng làm sao mà em đọc kỹ đấy để lần sau chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận khá đấy khá lần sau thì ra sẽ hỏi là ai gặp ai họ nói chuyện về cái gì ai mua căn hộ đấy à căn hộ ừ. người ta mua như thế nào, có bao nhiêu phòng, đấy. Đó. Thế rồi tại sao họ phải mua căn hộ vân 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 đấy, đó là những câu hỏi mà thầy nó sẽ đặt ra cho em trong cái bài tiếp theo. Ладно, спасибо. nhé свидания. Спасибо. Па-па, Em chuẩn bị câu hỏi cho giờ sau nhé. Хорошо, đấy. Ừ, хорошо. Đấy, lát nữa.